Theo báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thời gian qua chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Về vấn đề này, một số đại biểu đặt câu hỏi, liệu nguyên nhân có phải do tình trạng nề nang của thẩm phán khi giải quyết án hành chính? Theo báo cáo, tỷ lệ án hành chính bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao. Đề nghị đồng chí Chánh án cho biết nguyên nhân sâu xa của tình trạng này, phải chăng còn có lý do là tâm lý của một bộ phận thẩm phán tòa án cấp sơ thẩm còn có tâm lý nể nang, né tránh, ngại vi phạm, ngại sai, ngại va chạm trong giải quyết? Bởi vì bên bị kiện chủ yếu là cơ quan người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính. Giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này? Khi xét xử thì các cái thẩm phán xét xử các vụ án của Ủy ban Nhân dân cung cấp thì cũng có cái câu chuyện nể nang, cái đấy là có thật. Nhưng mà cái tỷ lệ không nhiều, tuyệt đại đa số các thẩm phán thì đều phát huy cái bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và xét xử vụ án hành chính là nghiêm túc. Mặc dù ít nhưng mà cũng cần phải được đặt ra. Thì lần này trong cái sửa đổi lần này thì chúng tôi thành lập tòa chuyên trách, vụ án của huyện thì ra tỉnh xử và vụ án của tỉnh thì do tòa chuyên biệt xử. Thì trong cái sửa đổi lần tới thì chúng tôi làm cái việc đó. Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm đó là nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng các vụ án giải quyết quá thời hạn. Năm 2022, ngành tòa án đã thụ lý số vụ và giải quyết tăng cao hơn so với năm trước 7,7%. Tuy nhiên, theo báo cáo thì vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn so với luật định do nguyên nhân chủ quan. Xin Chánh án cho biết nguyên nhân chủ quan ở đây là gì và ngành có thể sớm khắc phục những vấn đề hạn chế liên quan đến nguyên nhân chủ quan được hay không? Xin trân trọng cảm ơn Chánh án. Về cái nguyên nhân quá hạn do chủ quan thì có nhiều cái nguyên nhân, trong đó có cái áp lực công việc như tôi đã nêu là nó quá nhiều. Cùng một lúc phải giải quyết số lượng các cái vụ việc nhiều hơn vượt gấp đôi quy định, cho nên là cũng bị ảnh hưởng đến cái thời hạn giải quyết vụ án. Thì tuy nhiên về cơ bản thì trong các cái báo cáo là cái tình trạng giải quyết án quá hạn thì trong báo cáo hàng năm thì Quốc hội đã xem xét thì đã cơ bản là đã được khắc phục. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về tình trạng một số cán bộ, thẩm phán vi phạm pháp luật, dù ngành tòa án đã triển khai thực hiện quy định về phòng ngừa, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, ngành tòa án không có bao che, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Quan điểm của chúng tôi là tất cả các vi phạm đều được xử lý nghiêm và không có vùng cấm. Và cái điều này là chính là quan điểm của Đảng. Chúng tôi không có bao che. Thế còn phòng ngừa như thế nào thì chúng tôi có rất nhiều cái giải pháp. Một là tăng cường cái kiểm tra, và trên thực tế chúng tôi kiểm tra thường xuyên. Hàng năm, năm nào cũng có cái kiểm tra, thanh tra kiểm tra. Cái thứ hai là tăng cường cái giáo dục đạo đức công vụ, trách nhiệm cho thẩm phán. Chúng tôi đã ban hành bộ quy tắc đạo đức thẩm phán, và bộ quy tắc này đã được giảng dạy trong trường đại học luật của hệ thống tòa án. Và những cái trường hợp vi phạm mà chúng tôi phát hiện được thì thậm chí là chủ động chuyển cho cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, thậm chí điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có bao che. Cũng tại phiên chất vấn, tham gia làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua đã đạt kết quả tích cực nhưng còn một số tồn tại, hạn chế. Theo Bộ trưởng, thời gian tới cần tăng cường bám sát thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung vào các vụ án lớn đang được xã hội quan tâm, thường xuyên báo cáo Chính phủ để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này.